Như chúng ta cũng biết, thời gian gần đây mối quan hệ giữa hai nước Việt Cam ít nhiều có sự căng thẳng trước thông tin Campuchia cho xây dựng kênh Phù Nam Techco, một dự án gây ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam một cách toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Để rồi mới đây, một hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy là hai chiếc tàu chiến Trung Quốc đang hiện diện tại quân cảng Rim của Campuchia, càng khiến cho Việt Nam đứng ngồi không yên. Bởi vì theo nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, sự kết hợp giữa kênh đào Phù Nam Techco và quân cảng Rim có thể tạo ra một địa thế liên hoàn đe dọa an ninh của Việt Nam. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng đất nước hình chữ S không thể nào im lặng thêm nữa, Việt Nam cần phải có những hành động thiết thực để phá vỡ thế gọng kìm mà Campuchia và Trung Quốc đang tạo ra. Cũng chính từ đây, một nguồn tin dò dỉ cho biết Việt Nam đang chuẩn bị cho xây dựng cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc để tạo ra một đối trọng cân bằng với các dự án trọng điểm của Campuchia. Cây cầu thế kỷ này sẽ thay đổi ngoạn mục cục diện hiện tại, khiến người phải lo lắng sốt vó trong thời gian tới chính là nước Cam chứ không phải Việt Nam. Vậy thì thông tin trên cụ thể có phải là sự thật hay không? Câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video clip hôm nay. Mời các bạn hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ cho kênh bằng cách là đừng quên nhấn nút like, share và subscribe nhé. Từ trước đến nay thì khi nhắc đến việc xây cây cầu cống thì nhiều người sẽ nghĩ là đến các đội ngũ kỹ sư cầu đường có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn. Ấy thế nhưng, dự án cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc lại hoàn toàn khác. Nó được đề xuất bởi một nhóm các bạn sinh viên vào năm 2016. Cụ thể hơn thì cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc là một mô hình báo cáo tốt nghiệp của một nhóm sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải được đăng tải vào năm 2016. Cả nhóm đã có một bài báo cáo thành công với cầu vượt biển Hà Tiên có tên thật là cầu SIM. Và theo mô hình trong báo cáo thì cầu vượt biển Hà Tiên nối liền Kiên Giang - Phú Quốc có tổng chiều dài là hơn 45 km. Và là cây cầu dài nhất thế giới. Tuy chỉ là một bài báo cáo tốt nghiệp, thế nhưng ý tưởng cầu vượt biển Hà Tiên đã nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người bởi vì sự đột phá và tính sáng tạo của nó. Nếu như mà cây cầu này thực sự được xây dựng, thì nó sẽ là cây cầu lớn nhất và là niềm tự hào của Việt Nam. Nó sẽ mang đến rất nhiều lợi ích khổng lồ cho đất nước hình chữ S hiện nay. Đầu tiên là cầu vượt biển sẽ giúp cho Phú Quốc kết nối nhanh với các khu vực lân cận để quá trình giao thương diễn ra dễ dàng và cực kỳ nhanh chóng. Và đây là điều rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tuyến đường vận tải hàng hóa và hành khách ở hai chiều vào ra. Mặt khác thì Phú Quốc là hòn đảo có đất đai phì nhiêu thuận lợi cho trồng trọt, có rừng bao phủ hầu hết diện tích với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Riêng bờ biển đảo có những cảnh quan kỳ thú và nhiều bãi tắm hấp dẫn du khách gần xa, mang đến tiềm năng phát triển du lịch lớn. Theo đó, cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc sẽ giúp cho hòn đảo du lịch này kết nối trực tiếp với khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa ba mô hình du lịch đang rất thịnh hành, đó là du lịch biển đảo, du lịch tâm linh và du lịch miệt vườn Cù Lao. Và cùng với tất cả những cái điều vừa kể trên thì dự án sáng tạo được ví như là yếu tố kích thích sự phát triển của nền kinh tế địa phương khi mà nó thúc đẩy các ngành nghề có liên quan hoạt động sôi nổi, thu hút được đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước và các nhà đầu tư nước ngoài đổ về đây. Và điều này sẽ giúp cho Hà Tiên - Phú Quốc thu được nguồn ngân sách lớn cho quốc gia và làm giàu cho đất nước trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa, chúng ta nên biết là Phú Quốc là một trong những hòn đảo chiến lược của Việt Nam. Nó nằm cách bờ biển tỉnh Kampot, Campuchia chỉ khoảng 14 hải lý và cách bờ biển tỉnh Kiên Giang, Việt Nam khoảng 25 hải lý. Chính vì vậy có thể nói đảo Phú Quốc có giá trị rất lớn đối với Việt Nam về mặt an ninh quốc phòng. Việc xây dựng cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc sẽ tạo ra một hành lang an ninh liên hoàn và cực kỳ vững chắc trên vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Và đây cũng là lý do vì sao mà nhiều người cho rằng là dự án cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc sẽ tạo nên sự đối trọng đáng kể đối với kênh Phù Nam Techco và dự án cải tạo mở rộng căn cứ Rim của Campuchia. Vậy nên chuyện Campuchia cảm thấy lo lắng nếu như Việt Nam cho khởi động cầu vượt trong tương lai tới là lẽ tất nhiên. Thế nhưng bên cạnh những lợi ích vừa kể trên, chúng ta không thể bỏ qua những bất cập nếu như khởi công công trình trên. Bởi vì với một cây cầu lớn và dài như thế, Việt Nam cần phải đảm bảo an toàn, kỹ thuật một cách chính xác. Thêm vào đó, vốn đầu tư cũng là một yếu tố quan trọng khác mà Việt Nam cần phải cân nhắc. Bởi vì theo dự kiến thì tổng vốn đầu tư xây dựng công trình này có thể lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Một con số khổng lồ mà Việt Nam không thể nào hô biến là ra ngay. Và chính vì thế mà nhiều người cho rằng dự án cầu vượt Hà Tiên - Phú Quốc không hề khả thi chút nào. Nó chỉ có thể nằm trên giấy tờ, bởi vì với tiềm lực tài chính và trình độ của Việt Nam hiện tại, việc thi công cầu vượt biển còn khó hơn cả lên trời. Thế nhưng đây chỉ là nhận định bi quan của những người chưa rõ về năng lực thực sự của nước nhà mà thôi. Bởi vì chúng ta nên biết rằng là khả năng xây dựng cầu vượt biển của Việt Nam đã vượt xa những gì mà nhiều người tưởng tượng từ lâu. Minh chứng là
Vào cuối năm 2006, Việt Nam đã khánh thành cầu Thị Nại tại Bình Định dài gần 2.500 m, rộng 14,5 m với 54 nhịp dẫn. Cầu Thị Nại có tổng mức đầu tư là gần 370 tỷ đồng và được mệnh danh là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Và sau hơn 10 năm giữ kỷ lục thì cầu Thị Nại đã bị cầu Tân Vũ, Lạch Huyện ở Hải Phòng vượt qua với chiều dài lớn hơn gấp 2 lần. Cụ thể hơn là dự án đường ô tô Tân Vũ, Lạch Huyện có tổng chiều dài hơn 15 km nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải. Trong đó phần cầu dài hơn 5,4 km có tổng mức đầu tư là gần 12.000 tỷ đồng. Và sau hơn 3 năm khởi công thì dự án này chính thức thông xe. Còn nếu như mà tính riêng tại Hà Tiên thì Việt Nam cũng có nhiều dự án quy mô lớn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp được xây dựng thành công như khu bến cảng Hà Tiên, Phú Quốc được xây dựng nhằm phục vụ lượng tàu phà di chuyển trên tuyến đường cùng tên và một số tuyến dọc biển Kiên Giang có sức chứa lớn. Tàu cao tốc và bến phà đưa Hà Tiên trở thành cửa ngõ chính, kết nối du khách trong và ngoài nước đến Phú Quốc thông qua đường thủy. Ở chiều ngược lại, du khách từ Phú Quốc có thể chọn Hà Tiên làm điểm tham quan nghỉ dưỡng trong hành trình du lịch của mình. Dự án đường hành lang ven biển giúp nối liền Thái Lan, Campuchia và Cà Mau, tổng chiều dài của dự án là 950 km với tổng chi phí đầu tư là hơn 8.247 tỷ đồng. Cụ thể là đường hành lang biển sẽ bắt đầu tại Bangkok qua Campuchia và điểm cuối kết thúc tại Cà Mau. Đoạn trong nước Việt Nam bắt đầu ngay tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên có chiều dài là 217 km hơn. Và theo đó nó giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đơn giản hóa thủ tục khi quá cảnh sang Việt Nam và hình thành thêm các tour du lịch Việt Cam Thái hấp dẫn du khách. Đồng thời đưa Hà Tiên trở thành cửa ngõ giao thương du lịch của các quốc gia tiểu vùng sông Mekong khi đến Việt Nam. Và sau cùng là quốc lộ 80 nối liền nhiều tỉnh của tứ giác Long Xuyên, trong đó có Hà Tiên. Hiện tại chủ trương nâng cấp mở rộng quốc lộ 80 đã được đề xuất, hứa hẹn đem lại một tương lai phát triển về du lịch và kinh tế cho khu vực tiềm năng. Nói như thế để thấy rằng là Việt Nam đang sở hữu năng lực xây dựng cầu đường tổng hợp khá toàn diện. Vì vậy, việc xây dựng cầu vượt Hà Tiên không phải là điều gì đó quá xa vời đối với Việt Nam hiện nay. Còn về vấn đề nguồn vốn, đã có một tia sáng lóe lên cho Việt Nam. Bởi vì dự án cầu vượt Hà Tiên đã được một tập đoàn lớn chuyên phát triển địa ốc Singapore gặp mặt và làm việc với chính quyền địa phương để đề xuất đầu tư vào đây. Được biết là tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến cho cầu nối Phú Quốc Hà Tiên có thể lên đến 12.000 tỷ đồng hoặc hơn. Và nếu đạt được thỏa thuận thì rất có thể là dự án này sẽ được xây dựng bắt đầu từ Mũi Nai Hà Tiên băng qua biển và kết thúc tại đảo Đá Trồng nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc. Cầu vượt biển Hà Tiên sẽ có đầy đủ các loại hình di chuyển từ xe ô tô, xe tải, xe đạp đến hành lang cho người đi bộ. Và ngoài ra nó còn có trạm thu phí và giữa cầu có trạm nghỉ, trạm xăng dầu, nhà ăn và bãi giữ xe. Chính vì vậy chúng ta có quyền hy vọng rằng dự án cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc sẽ nhanh chóng được khởi công xây dựng trong thời gian tới đây. Đó là lúc mà Việt Nam có được thứ vũ khí lợi hại để đối phó với những dự án trời ơi đất hỡi của những kẻ luôn muốn phá hoại nước nhà bằng đủ chiêu trò rành mạch. Các bạn thân mến, gần đây thông tin Việt Nam cho xây dựng siêu dự án độc nhất Đông Nam Á đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế bởi vì dự án này được ví như là một biểu tượng mới của Việt Nam và thậm chí là của cả khu vực ASEAN khi có quy mô khủng với nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng đặc biệt hơn là siêu dự án của Việt Nam còn được đồn đoán rằng sẽ tạo nên một bước đệm vững chắc giúp đất nước hình chữ S trở mình. Đồng thời nó còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế tài chính của quốc gia, giúp Việt Nam phất lên như diều gặp gió sau khi hoàn thành. Vậy sự thật ra sao? Công trình này có gì đặc biệt mà lại được kỳ vọng lớn lao đến như vậy? Câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video clip ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây sau khi đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, không cần phải vòng vo thêm nữa, siêu dự án mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên chính là tòa tháp Phương Trạch Tower, được khởi công xây dựng từ năm 2023. Theo các thông tin được giới truyền thông trong nước chia sẻ, thì tòa tháp Phương Trạch Tower là dự án nằm trong tổ hợp thành phố thông minh, một trong những dự án đặc biệt được quy hoạch trên trục đường từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài. Chủ đầu tư dự án này là liên doanh tập đoàn BRG và Sumitomo Nhật Bản với tổng mức vốn thi công lên đến 4,2 tỷ đô la. Dự kiến là sau khi hoàn thành đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam và thậm chí là tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á. Cụ thể hơn là sau kế hoạch đầu tư xây dựng, công trình này có quy mô lên đến 108 tầng với tổng chiều cao ước tính là trên 530 mét.
Tổng diện tích đất nằm trong dự án được quy hoạch lên tới 272 ha, nên nó sẽ được xây dựng theo nhiều giai đoạn khác nhau cho đến khi hoàn thành. Theo nhiều chuyên gia tài chính kinh tế đánh giá, tòa nhà Phương Trạch Tower sẽ đem đến một diện mạo hoàn toàn mới cho Việt Nam sau khi hoàn công. Nó thậm chí còn tạo nên một bước đệm vững chắc để nền kinh tế của đất nước hình chữ S phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. Lý do được đưa ra là vì, thứ nhất, Phương Trạch Tower được thi công tại vị trí vô cùng đắc địa ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng là điểm đầu của tuyến đường cao tốc Võ Nguyên Giáp, Nhật Tân Nội Bài. Hơn nữa, địa bàn xây dựng dự án cũng chính là điểm giao giữa tuyến đường sắt đô thị số 2 và số 4. Trong tương lai, nơi đây sẽ tiếp tục được bố trí ga đường sắt đô thị và phát triển mô hình TOD hiện đại hàng đầu. Từ tòa nhà cao chọc trời, bạn chỉ cần vượt qua quãng đường 10 km là có thể tới trung tâm Hà Nội, đồng thời di chuyển nhanh chóng đến các tỉnh thành liền kề như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Phòng. Ngoài ra, thì bốn mặt tòa nhà lần lượt tiếp giáp với các khu vực trọng điểm liền kề, xã Tàm Xá, trung tâm huyện Đông Anh và quận Tây Hồ. Theo đó, công trình xây dựng sẽ được tận hưởng trọn vẹn lợi thế phát triển trong tương lai cùng với không gian chính dễ kết nối với trung tâm thành phố và cửa ngõ hàng không quốc gia, cũng như nơi tạo lập các trung tâm công cộng gắn kết với các không gian mở ở phía Bắc và hệ thống cảnh quan cây xanh mặt nước hiện hữu gồm có sông Hồng, sông Cà Lồ, sông Thiếp, đầm Vân Trì và đầm Xuân Du nổi danh xa gần. Ngoài ra thì với vị trí kim cương như thế thì cư dân trong và ngoài vùng, khách du lịch và cả chủ đầu tư từ nhiều hướng khác nhau cũng sẽ đổ về Phương Trạch Tower. Theo các ngả đường hiện có, điều này mở ra cơ hội lớn biến nơi đây trở thành một nơi hội tụ tinh anh của vùng. Thứ hai là chúng ta cần phải bàn đến kế hoạch tổng thể của tòa nhà cao tầng này. Theo bản đồ quy hoạch dự án thì Phương Trạch Tower sẽ có tổng cộng 108 tầng với khoảng 7.000 căn hộ. Công trình sẽ được xây dựng theo mô hình đa chức năng với hệ thống tiện ích vượt trội bao gồm lớp học thông minh kết nối với giáo viên từ các nước trên thế giới, giảng dạy qua Internet. Trung tâm văn hóa nghệ thuật được liên kết từ các vùng miền ở Việt Nam và trên toàn cầu. Trung tâm thương mại, siêu thị, đồ dùng, cảnh quan sinh thái, khách sạn, căn hộ dịch vụ, văn phòng làm việc, hệ thống phòng tập gym và yoga, dịch vụ spa làm đẹp và cả casino quốc tế hút khách xa gần. Trong đó, điểm nhấn chính của dự án chính là trung tâm tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ, khách sạn quốc tế Phương Trạch. Nó được kỳ vọng sẽ biến nơi đây trở thành trung tâm mới của đô thị Bắc Sông Hồng và cũng là trung tâm của thủ đô Hà Nội trong tương lai gần. Theo đó, nơi đây sẽ tạo nên công ăn việc làm cho hơn 200.000 cư dân đô thị và giải quyết được những vấn đề lớn mang tầm vĩ mô liên quan đến các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng đô thị của thủ đô, giao thông năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường sinh thái bao quanh vùng. Từ đây, dự án Phương Trạch Tower sẽ đưa Hà Nội trở thành thủ đô hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, đồng thời giúp Hà Nội sánh ngang với các thủ đô của nhiều quốc gia phát triển khác trên toàn cầu. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải biết rằng, tòa tháp tài chính Phương Trạch Tower được xem là biểu tượng kiến trúc độc đáo của siêu đô thị BRG Smart City của toàn vùng và của cả nước. Bởi vì thiết kế công trình được lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống Việt Nam, thướt tha, uyển chuyển và cực kỳ thanh thoát, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quy mô và đồ sộ vô cùng. Nó cho thấy rằng sự kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại trở đầy niềm tự hào dân tộc của người dân thủ đô và tái hiện chân thực từng bước phát triển của nước nhà qua các thời kỳ. Qua đó, công trình trọng điểm giúp Việt Nam gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư quốc tế, luôn tôn trọng bản sắc riêng của người dân bản địa khi thâm nhập thị trường. Và sau tất cả, chúng ta còn có một lý do nữa để kỳ vọng rằng dự án Phương Trạch Tower sẽ làm nên chuyện, đó chính là số vốn đầu tư khủng mà công trình này hiện đang sở hữu cho riêng mình. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, Phương Trạch Tower chính là dự án có tổng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Hà Nội. Điều này chứng tỏ rằng Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư thông thái trước nền kinh tế phát triển mạnh mẽ suốt thời gian qua. Đất nước hình chữ S đã và đang vươn mình một cách ngoạn mục để có thể bước vào hàng ngũ các cường quốc kinh tế hàng đầu Đông Nam Á và thậm chí là cả châu Á này. Đây cũng chính là yếu tố vô cùng quan trọng giúp Việt Nam trở thành ưu tiên số 1 cho hàng loạt những dự án quy mô về sau. Nhờ vậy mà diện mạo đô thị tại Việt Nam nói riêng và bộ mặt của nước nhà nói chung sẽ có sự thay đổi đáng kể trong tương lai gần. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng siêu dự án của thủ đô Hà Nội vẫn có một vài nhược điểm tồn đọng. Chẳng hạn như mật độ xây dựng công trình rơi vào tầm 45% nên đòi hỏi chủ đầu tư cần phải bố trí các hạng mục phù hợp thì mới kiến tạo được một không gian thoáng đãng cho cư dân sinh sống và làm việc. Hơn nữa, để Phương Trạch Tower phát huy được hết các thế mạnh của mình, thì cơ sở hạ tầng của các khu vực bao quanh cũng phải được phát triển mạnh mẽ.
Vậy nên các ban ngành lãnh đạo cần phải quan tâm hơn nữa việc đầu tư xây dựng hệ thống đường xá, cầu cống và cả hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực có tiềm năng hàng đầu. Muốn làm được như thế thì ngoài nguồn vốn đầu tư lớn và năng lực thi công vượt trội ra, chúng ta cần phải có thêm nhiều thời gian, chứ không thể nào hoàn thành ngay trong một buổi. Vì vậy, trước khi gặt hái được trái ngọt cho mình, thủ đô Hà Nội nói riêng và cả Việt Nam nói chung cần phải nỗ lực thật nhiều. Nói tóm lại, siêu dự án Phương Trạch Thôi quả thật mở ra một cơ hội phát triển lớn cho thủ đô Hà Nội và cả nền kinh tế Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý những hạn chế kể trên để đề ra những đối sách kịp thời, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính, kinh tế toàn cầu luôn có những biến động không ngừng và chứa đầy các yếu tố bất ngờ.